Chào mừng các bạn đến với đảo Langkawi của Malaysia. Đi ra tới cái chỗ gần giữa biển là em ngó đầu lại. Hôm nay tiếp tục chúng ta ăn nhà hàng của người Hoa các bạn ha. Đây đảo Langkawi, gần khách sạn mình luôn. Đây là món bò xào tiêu đen. Xôi sốt á. Rồi nói rồi, cậu biết rồi. Đây là món cơm chiên với tôm. Và đây là món tôm nữa. Sau đó là món hủ tiếu xào Singapore. Bún gạo, đó là bún gạo. Bún gạo. Noodle rice. Ngày mai chắc mình sẽ trở lại đây ăn cái món cá các bạn. Nguyên con cá to luôn. Bữa nay ăn vô đây đủ rồi. Do chưa ăn nhiều quá. Tốn tiền. Chứ mà lỗ kinh phí. Lỗ chi phí. Và đây là nhà hàng hải sản còn sống các bạn ha, như tôm hùm nè, cua nè, ngay trên đảo Langkawi. Đó, một con cua, một con tôm hùm. Đây, chúng ta xem những con cua vẫn còn đang bò, đang lội. Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn cua nha. Qua đây những con tôm hùm. Và tối hôm nay trên đảo Langkawi các bạn ha, chúng ta ăn mì xào hải sản nè. Rồi, thêm nữa chúng ta sẽ có cơm chiên hải sản luôn. Và cuối cùng là hai con cua tươi sống, sốt tiêu đen. Dịch vụ massage vỉa hè ở đảo Langkawi của Malaysia. 10 giờ rưỡi tối các bạn. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 12 giờ 40 phút trưa ngày 9 tháng 5 2023. Và mình đang có mặt ở đây là sân bay quốc tế Penang. Từ khách sạn của mình đi Grab tới đây là khoảng độ 20 phút với giá 20 ringgit các bạn ha. Thì trưa hôm nay từ đây chúng ta sẽ đi máy bay của hãng AirAsia bay đến đảo Langkawi. Để đi đến đảo Langkawi thì có hai cách. Một là từ Kuala Lumpur hoặc Penang chúng ta sẽ đi xe bus tới bến phà Kuala Palis. Rồi sau đó bắt phà để qua Langkawi. Tuy nhiên hai ngày hôm trước mình có đến bến xe để mua vé đi về Kuala Palis thì đã hết vé rồi. Chính xác là không còn vé buổi sáng buổi chiều mà chỉ còn vé lúc 7 giờ tối. Do đó nếu các bạn xác định muốn đi xe và đi phà thì phải tranh thủ đặt vé trước nha nếu ở Penang. Về hãng AirAsia thì rất là bất ngờ các bạn khi mình đặt được vé cho cả hai người luôn bay từ đây đến Langkawi trong thời gian là 40 phút thì có giá vé chỉ có 16 đô thôi các bạn, 16 đô nha, bao gồm thuế phí luôn. Có nghĩa là hai người á, mình đặt là được khoảng độ 32 đồng 4 tính đô la Mỹ các bạn nha. Bây giờ thì
chuyến bay bị delay 40 phút và sẽ khởi hành vào lúc 4:25, dự kiến là sẽ bay 40 phút tới đảo Langkawi. Bây giờ chúng ta sẽ vô trong sân bay quốc tế Penang để làm thủ tục nha. Ngay bên phía ngoài sân bay có McDonald's các bạn nha. Và mình ở Malaysia thực tế là khoảng hơn nửa tháng rồi, mình vẫn chưa ăn McDonald's hay là KFC. Vô ngay sân bay các bạn ha, làm thủ tục check-in tự động. Ở đây cũng dễ thôi, nếu các bạn sử dụng được tiếng Anh. Đó, máy đang chạy ra cái boarding pass thứ hai. Ok. Quay ngược trở lại, mình sẽ xem có nên... Đây, đầu tiên các bạn chọn ngôn ngữ là tiếng Anh ha. Bấm đây. Sau đó các bạn bấm check in. Okay, rồi, bấm check in được rồi, rồi check in. Sau đó chúng ta nhập vào cái mã code của chuyến bay á, sau đó chúng ta là continue, rồi chúng ta cứ theo đó continue mà thôi, đơn giản lắm. Đang quan sát ha, khu vực bên trong sân bay Penang. China Airlines quá trời không? Còn khu vực AirAsia nè, vương quốc của AirAsia, có đổi tiền luôn ha. Đó, cái nãy mình làm check-in tự động. Và đây là dĩa cơm chiên, cà ri gà và mực các bạn ha, ngay tại một nhà hàng Ấn Độ trong sân bay Penang. Còn kế bên đó là dĩa cơm nasi lemak theo kiểu của người Ấn Độ làm nha các bạn nha. Cũng có cá cơm, đậu phộng, cũng có gà. Thực sự mà nói là hai dĩa cơm này á, ăn để gọi là chúng ta không có bị đói bụng thôi, chống đói thôi. Và tổng số tiền ở đây là 57 ringgit, 25 sen. Và có một tin chẳng vui chút xíu nào các bạn, chuyến bay với AirAsia bị delay 4 tiếng. Họ yêu cầu mình phải đến sân bay trước 3 tiếng, bây giờ delay 4 tiếng có nghĩa là phải ngồi đợi thêm 7 tiếng đồng hồ. Mình đang ngồi uống cà phê trong Starbucks ha. Bây giờ rảnh rồi các bạn, mình sẽ đi quay cái khu vực sân bay của Penang các bạn xem nha. Đây các bạn nhìn bên góc tay phải, đây chính là cái nhà hàng Ấn Độ nãy mình ăn cái dĩa cơm á. Đừng vào đây các bạn, đừng vào đây nha. Thực sự mà nói là nó rất rất bình thường, không có gì ngon hết á. Rồi đi tới đây chúng ta sẽ có cái dịch vụ massage nha. Thì họ tính là 1 phút là 1 ringgit. Bây giờ mình có thời gian hơn á, thì mình đi qua bên kia. Đây, quay cái massage chưa đã. Nói về dịch vụ massage, thực sự mình nói là không có nơi nào mình cảm thấy ở Đông Nam Á mà massage đã như ở bên Thái Lan. Về chất lượng, về giá cả và về sự tiện nghi, có khắp mọi nơi. Ở Malaysia này thực sự là mình không có dùng massage các bạn. Rất có thể tối nay ngay tại Langkawi thì mình sẽ sử dụng dịch vụ massage, nhưng để xem thế nào. Rồi, hồi nãy như mình đã nói ha, các bạn không nên ăn cái phần cơm Ấn Độ đó. Mà các bạn qua bên đây nè, sẽ thấy cái phần noodles. Đây là cái chỗ họ bán mì rồi đó. Bây giờ mình mới để ý ra, nãy mình đi vô cảm thấy đói quá ăn luôn. Ngoài ra thì ở đây có McDonald's, nhưng mà mình không có mì McDonald's. Đây chúng ta không có bước vào cái quán mì, nhưng ở ngoài đây chúng ta sẽ có cái menu của họ. Ở đây là có cà ri Penang nè, 15 đồng 8, cháo gà 15 đồng 8, mì hoành tánh Hồng Kông 15 đồng 8, rồi nasi lemak 15 đồng 8, mì khô Đài Loan với bò 15 đồng 8. Mình nghĩ là với người Việt Nam thì ăn những món này sẽ ngon hơn đó. Rồi chúng ta đi qua đây chút xíu. Ở trong đây sẽ có bán bánh, bán nước. Ở đây một cái bánh sẽ có giá tối thiểu từ
4 ringgit các bạn ha. Bên trong sẽ là chicken curry. Rồi bây giờ từ đây chúng ta sẽ xuống tầng gọi là arrival hall, là cái khu vực mà đến á. Thì phía dưới đây á, bán nước suối sẽ rẻ hơn bên trên. Ở bên trên á, một chai nước suối có giá từ 5 đồng tới 8 đồng, bên dưới có giá chỉ 3 đồng thôi. Do đó đi bộ xuống như đây các bạn nha. Như vậy với thời gian đợi chờ là 7 tiếng đồng hồ, thực sự mà nói mình nghĩ là đi xe buýt sau đó đi phà nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà các bạn sẽ phải mua xe buýt là rất rất sớm nha, từ Kuala Lumpur hoặc là từ Penang. Chỉ có được một cái thực sự là bay với AirAsia kia này cái giá quá rẻ, tính ra hai người có khoảng độ 32 đồng 4 rồi, chưa tới 33 đồng nữa. Đây các bạn, đây là cái chỗ bán nước nha. Một chai nước có giá 3 ringgit. Dù sao thì giá chai nước suối ở Malaysia nó cũng rẻ hơn so với Singapore. Và các bạn có biết không là khi mình đi đổ xăng á, chỉ 5 ringgit thôi, đổ đầy bình xăng luôn nha. Ở đây có bán thêm bánh thôi nè, có giá từ 5 đồng rưỡi. Và đây là khu vực departure các bạn ha, chuẩn bị cất cánh á. Kế bên cạnh nhà vệ sinh các bạn có chỗ lấy nước nha, có chỗ massage nè, lấy nước miễn phí. Đó, đỡ phải tốn 3 đồng tới 8 đồng tiền nước. Đền bù cho chuyến bay bị delay các bạn ha. 4 tiếng đồng hồ cho mỗi người được 2 cái cánh gà của hãng McDonald's. Và một chai nước suối nha. Đó, mỗi người nhận một hộp trước khi lên máy bay. Ủa sao được 3 miếng? Vậy à? Có kỳ vậy. Mới công bằng nữa. Biết ngon nữa cái McDonald's. Sao? Anh có đi ăn ngán cái gà chiên ở Malaysia quá. Thấy sao rồi? Cay mềm không chứ. Ai làm đồ này? Rồi, McDonald's. Ok, thôi được rồi. Rồi, đợi máy bay, đợi máy bay. Rồi, nguyên cả gia đình lên, trời ơi, đồ. Nó la bể nhà luôn cái sân bay luôn, bé đó. Hai đứa nhỏ la. Trời ơi. 7 giờ 5 phút cứ canh các bạn ha. Bây giờ là 7 giờ 30 đã tới được sân bay của đảo Langkawi. Như vậy là bay trong vòng khoảng độ 25 phút thôi, rất là nhanh. Giờ khoảng thời gian chờ đợi bị delay tới 4 tiếng đồng hồ. Rồi, chúng ta vô nha. Đi bộ vô luôn. Không có xe đang hoặc là xe biết chưa vô gì hết. Đây bên trong sảnh đến của sân bay Langkawi. Còn như ngày hôm nay là không làm được gì hết các bạn. Không có kiểm tra hành lý gì nữa các bạn ha. Không có làm thủ tục gì hết, đi thẳng ra ngoài luôn. Ở đây có một điều rất là đặc biệt, chỗ là họ cho thuê xe máy, thuê xe hơi luôn. Ở đây mình thuê xe máy 4 ngày các bạn, có giá chỉ 140 ringgit thôi. Đây, Chuham Connection Parental, thuê xe máy luôn nha. Rồi đi về khách sạn, cách đây cũng khoảng chục cây số vậy đó. Langkawi International Airport. Ok. Rồi, chúng ta đợi lấy xe máy nha. Đảo Langkawi các bạn ha. À, đi lấy hai cái nông bảo hiểm. Như vậy là 35 ringgit một ngày các bạn nha. Tính 24 tiếng bằng với ở Penang. Not really. To another country. Đây các bạn, một chiếc xe nha. Đây chiếc xe này 140 ringgit cho 4 ngày, tương đương 35 ringgit nha. Ok, that's it. Bây giờ chúng ta đi về khách sạn Sunset Beach Resort. Và từ sân bay chúng ta trở về khách sạn nha, Sunset Beach Hotel các bạn, ở khu Pantai Chonang. Đây là một cái khu có thể gọi là đông vui nhất ở trên đảo Langkawi.
Các bạn thấy đường xá ngay cột sân bay như thế này nè, không có đèn nha, đường rất vắng các bạn, một bên là biển, một bên sân bay. Rồi, chúng ta đã tới nơi các bạn ha. Chạy từ sân bay vô đây cũng dễ thôi. Đây là khách sạn Sunset Beach Resort. Khách sạn này mình đặt trên trang Agoda, có giá khoảng độ 30 đô một đêm các bạn nha. Mình đã làm thủ tục nhận phòng. Và chị nhân viên ở đây á, không biết có phải là chủ không nữa, chị nói là AirAsia thường delay cho chuyến bay từ Penang đến Langkawi. Thì nếu các bạn có dự định bay thì chuẩn bị trước tinh thần nha. Đây chính là tiền sảnh nè. Chị rất là dễ thương nha. Đây là một cái resort yên bình, rất nhiều cây xanh. Đó. Bây giờ vô nhận phòng đi tắm, xong rồi tranh thủ đi ăn luôn. Nãy trên đường đi qua đây các bạn là có rất nhiều những cái nhà hàng bán hải sản. Rồi, vô đi, bật đèn lên. Đây các bạn. Rồi. Nhìn chung là cái phòng cũng lớn. Đây các bạn. Có cái đồ nấu nước, có tivi, có tủ lạnh, có máy lạnh. Bật luôn cái chỗ phòng tắm mình. Rồi, đợi chút xíu, bật luôn. Quay lưng một shot hình. Họ có cái phòng nhỏ hơn nữa các bạn, cái giá sẽ rẻ hơn khoảng độ 25 đồng. Nhưng mà mình đặt cái phòng này 30 đồng nha. Rồi. Ok, đó, mình muốn sử dụng cái loại nó lớn hơn xíu cho nó thoải mái. Chưa. Đây, nguyên cái nhà vệ sinh, nguyên cái phòng tắm luôn. Đã các bạn ha. Sạch sẽ. Đó. Rồi. Chỗ này chỗ để quần áo. Đúng rồi, nó ngoài sau có bãi biển mà. Đúng rồi, nó là một cái bãi biển mà, resort có biển mà. Đây là một tình trạng rất là buồn cười các bạn. Đây là trong phòng khách sạn nha. Đó, trong phòng tắm. Các bạn thấy nè, cái áp lực nước yếu. Do đó phải sử dụng một cái thùng thế này, có trong cái ca hướng nước để được đi tắm. Cô chủ khách sạn có nói là tình trạng nước yếu này diễn ra rất là thường xuyên ở Langkawi. Còn đó là sau 12 giờ khuya thì nước nó sẽ mạnh hơn. Không hiểu tại sao là như vậy nữa. Nhưng rõ ràng nếu mà trên cái khách sạn thì phải dự trữ một cái lượng nước lớn. Chẳng hạn như là có một lượng nước dự trữ để bơm nó xuống chứ. Còn như vậy là thua rồi. Rồi, mình đặt ở đây là chúng ta là 4 ngày đó các bạn. Cô nói là ngày mai tranh thủ đi tắm sớm hơn, lúc đó nước nó sẽ mạnh hơn. Wow. Và hiện tại là khoảng độ hơn 9 giờ tối các bạn ha. Chúng ta đang chạy xe trên con đường chính của khu bãi biển Pantai Chenang. Các bạn quan sát đường xá nè, đây chính là cái khu đông vui trên đảo Langkawi nha. Đông vui là như thế này thôi các bạn ha, chứ không phải so sánh được với Thái Lan đâu. Nói chung là có hàng quán mở cửa vào giờ này cũng là thấy hay rồi. Cũng có một số du khách đi qua lại. Chúng ta đang chạy tới nhà hàng hải sản. Một nhà hàng hải sản mà nãy trên đường vào khách sạn mình thấy là khá là sơm tụ. Đây chúng ta tới nơi, Telaga Seafood. Chúng ta sẽ đậu xe đằng kia.
Rồi, chúng ta bước vào nhà hàng nha. Telaga Seafood Restaurant. Cái nhà hàng này cái ấn tượng ở chỗ là ở đây họ có cua sống các bạn. Rồi có tôm hùm nữa. Đây mình quay những con cua các bạn xem nha. Mình sẽ mua hai con cua. Đó. Đây là con cua nè. Nó vẫn còn đang lội nha. Còn sống là thấy mừng rồi đó. Một con. Cua ở đây chỉ như vậy thôi các bạn. Không có lớn hơn nha. Lý do mình mua cua là cái giá cả nó tương đối là vừa phải, chứ không dám đụng vô tôm hùm. Cái thứ hai là cũng xem có cái vị của họ làm như thế nào, có đạt hay không. Chứ mua một con tôm hùm mà lỡ nó không có làm ngon thì coi như uổng lắm. Đây, ở đây họ bán cá nè. Cá là họ ướp đá các bạn nha, chứ không có loại tung tăng. Rồi đem cân lên. Ở đây họ tính theo 100 gram nha. 395 gram, tổng số tiền là 55 đồng 30 sen. Quay cận cảnh của con cá hơn. Rồi có tôm sú biển nữa các bạn. Có con tôm hùm chết nữa kìa. Đây là con tôm hùm sống. Đó, nhảy tưng 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 tưng. Hai vị khách này đã mua một con. Mình bước qua đây nha. Các bạn xem nè. Giá cả hải sản ở khu vực này mình thấy là sẽ cao hơn ở Việt Nam đó. Có một số khách hàng ở đó và cũng có người Mã. Và đây là phần thực đơn ha, chúng ta sẽ thấy nè, có phần cơm chiên. Đó, có giá 10 ringgit trở lên. Mình chọn cái phần cơm chiên Trung Hoa đi, 10 ringgit. Rồi có hủ tiếu xào, mì xào hải sản có giá 18 ringgit. Nó đặc biệt là 25 ringgit nha. Có món tôm dăm, chicken tôm dăm có giá 15 ringgit. Ngoài ra thì có cua nha. Cua thì họ tính là 100 gram là 14 ringgit. Đó, hồi nãy mình gọi hai con cua. Sốt tiêu đen các bạn ha. Lobster 100 gram tính ra là 25 ringgit 100 gram. Tôm hùm. Rồi cá thì 100 gram trở lên có giá là 10.5 ringgit. Tức là 10 đồng rưỡi đó. Rồi bây giờ chúng ta đợi thôi ha. Đợi họ chế biến. Và đây món ăn đã đến các bạn. Món đầu tiên chính là món mì xào hải sản. Ở đây có mực và tôm nha. Tuy nhiên mực nhiều hơn tôm. Ở đây tôm mình thấy chỉ có đúng một con rồi. Đó các bạn xem nha. Con tôm bị cắt luôn cái phần đầu luôn các bạn. Qua bên đây chính là phần cơm chiên hải sản. Ở đây phần tôm thì khá hơn, mình thấy được hai con. Rồi phần mực. Tiếp theo là phần cua sốt tiêu các bạn nha. Ở đây là hai con cua đó. Bây giờ mình sẽ ăn nha, ăn xong mình sẽ nhận xét một lần luôn. Đây, mình đã ăn xong cái phần cơm tối gọi là có mì xào, có cơm chiên, rồi có hai con cua, một lon Coca-Cola, một chai nước suối.
và tổng số tiền là 95 đồng 60 cent các bạn. Trong đó thì cái phần cua là 390 gram, có giá là 54 đồng 6. Rồi phần hủ tiếu xào là 18, phần cơm chiên 18 luôn hả? Đúng rồi. Ok, chai nước là 2 đồng, Coca-Cola 3 đồng. Thì coi như là 100 đồng đi, gần 600 ngàn đồng. Ok. Bây giờ nhận xét các bạn ha, đầu tiên bản thân mình có cái phần hủ tiếu xào. Thì hủ tiếu xào mình thấy là mình lộn, mì xào. Thì cái phần mì xào đó của mình á, chủ yếu là chỉ có mực. Có được một con tôm, chính xác là một con tôm. Cái cọng mì họ sử dụng đó, đó là loại cọng mì Phúc Kiến. Thì họ xào cái vị ăn cũng được các bạn, tương đối đậm đà, mặn mặn, chút xíu ngọt. Cái phần mực nó cũng tươi, nhưng mà cái con tôm thì nó lại không có đạt lắm. Mà cảm nhận là cái con tôm như là họ sử dụng cái hàng gọi là hàng giạt cuối cùng còn lại hay sao á. Cái phần cơm chiên á, thì ăn cái vị nó sẽ nhạt hơn, có chút xíu vị béo béo. Cơ bản là cái vị ổn, nhưng phải cần thêm nước tương vô. Còn cái tôm trên cái phần cơm chiên thì nó lại còn dở hơn nữa. Riêng ok, bây giờ nói về phần cua các bạn. Cua thì thực sự là tươi, nhưng mà hai con đó thì khi mang ra 390 gram, có nghĩa là hai con khoảng độ mỗi con 200 gram, thì nó nhỏ. Và thực sự toàn bộ cái phần cua đó mình thấy cũng là nhỏ, không có tìm thấy con lớn hơn. Và điều quan trọng nhất là cái vị của nó, thì ở đây là mình sử dụng là sốt tiêu, nhưng mà thực ra là không có cảm nhận được cái vị tiêu, mà thấy là cái vị của bơ nó nổi lên, đúng không? Đúng rồi. Tiêu rất ít. Đáng lý sốt tiêu mình thì sẽ là toàn tiêu thôi. Phải là gọi là nó cay trong miệng. Đúng rồi, ở đây không có. Thì thành ra cái này nó tự nhiên đầu tiên là mình nghe mùi bơ trước. Mùi bơ rồi mùi ớt. Cái vị ngọt. Lại tới cái vị ngọt, sau đó lại tới cái vị chua từ cái trái ớt chuông ra. Ớt chuông. Thành ra mình không có nghe được cái mùi của tiêu. Đúng rồi, cái vị tiêu nó bị lật xuống. Thịt cua thì nói chung là nó tươi á, nhưng mà do nó quá nhỏ nên vấn đề là chỗ là khi mà các bạn ăn thịt vô cứ phải là vừa nó dính xương á, nó dính vô cái xử lý phần thịt cua á. Họ đập á. Thì họ xào. Họ lại là chiên sơ. Chiên sơ. Sóc sơ. Thành ra cái lúc mà chiên á, cái phần thịt cua mà họ đập thì nó bị dính vô á. Vô cái vỏ. Phải là mình tách được miếng nó lại mất. Nó bị dính một miếng. Làm ăn rất là khó chịu, ăn khó chịu lắm các bạn, thật sự. Cái đập cái vỏ thay vì đập thành bản lớn để mình rút ra thì cái này họ đập vụn. Và đây là cái vùng này, cái vùng chính của cái đảo Lăng Cao Quy á, và cái nhà hàng đó thực sự mà nói là một trong những nhà hàng phải là lớn nhất cái con đường này, sơm tụ nhất con đường này, nó sơm tụ nổi nhất luôn á. Tại vì cả con đường lúc này là đã muốn xuống đèn rồi thì họ lại là cái chỗ người sáng nhất. Thì mình thấy là đại đa số sẽ dành cho du khách, cũng có người Malaysia hình như là ở vùng khác đến hay sao. Thì mình sẽ đi tìm một cái quán thực sự dành cho người địa phương, hy vọng là sẽ tìm ra ăn thử coi như thế nào. Còn hiện tại đến con đường này mà một quán như vậy có nghĩa là đối với mình gọi là ăn, chứ ở đây gọi là có mà ăn, chứ còn như là không đánh giá gì hả. Mấy món hồi nãy á, thực sự nếu mà đúng á, ban đầu nếu mà nó ngon gọi là em vẫn là chấm điểm 6, mà tại vì con tôm nó là rớt điểm nữa cho nên đúng rồi. Nó khoảng còn 5.5 để tức chấm điểm đó, gọi là ăn cho đến có mà ăn thôi, chứ thực sự nó là không có gì. Cơm họ cho rất là nhiều. Đúng rồi, cơm họ cho nhiều, cho cơm cho nhiều. Cái phần mực là cái điểm sáng duy nhất trong cái gì đó là đúng rồi. Là tại vì nó ngon thôi. Mực nó ngon. Chứ còn lại phần tôm hay cái gia vị của họ nêm là đúng rồi. Không có chấm điểm. Phục vụ thì thân thiện, đó là lý do tại sao mà mình gửi cái tiền tip cho phục vụ, nhưng mà ngược lại là mình sẽ không có trở lại cái quán đó. Nói chung là không có lý do gì để trở lại, thì nó cứ bình mặc dù là thấy cái tôm hùm của họ là nó lặn lội rồi, thấy con cua nó cũng chạy bò tươi, nhưng mà nó nhỏ quá. Với hai là nó chế biến không có đạt, thực sự không đạt. Thực sự mình thấy là ở Malaysia này, nếu mà nói về món ngon chỉ có thể là cộng đồng người Hoa, còn như qua tay của người Ấn hoặc người Mã, mình cảm thấy là nó xuống làm sao đó. Kiểu như hồi nãy là lúc họ bưng ra là cảm nhận là cái đầu tiên mình thất vọng á, tại vì em cứ nghĩ là cái dĩa cua nó bưng ra sẽ thơm lừng cái mùi tiêu mà em không nghe mùi gì hết. Cái lúc mà mình thử ngọt, ủa sao kỳ vậy, nó lại nghe mùi bơ. Và hai nữa, cách đề co, cái cách trang trí của cái phần quán cái món ăn các bạn, thực sự mà nó đưa lên nó không thấy cái gì để gọi là chụp hình luôn á. Gọi là phải chỉnh sửa lại đó. Điều đó chứng tỏ là nó dở. Rồi bây giờ là 10 giờ tối các bạn ha, hơn 10 giờ tối chứ. Ở đây có dịch vụ massage mở cửa từ 2 giờ chiều tới 1 giờ sáng. Và dịch vụ massage ở đây
là massage chân 30 phút là 30 ringgit. Còn nếu như các bạn massage body có dầu thì 1 tiếng sẽ là 80 ringgit nha các bạn nha. Đây là Sabai, Sabai cái tên của cái tiệm massage. Mở tới 1 giờ sáng luôn. Lần đầu tiên mình thấy một cái điểm du lịch ở Malaysia mà mở khuya như vậy. Ok, thôi đi về luôn. Bây giờ là định làm massage nhưng mà họ nói là phải đợi họ 1 tiếng đồng hồ nữa mới có dịch vụ. Hiện tại là đang fully booked. Hey, chạy tới đây thấy foot massage ngay trên vỉa hè luôn các bạn ha. 20 ringgit 30 phút. Vui chưa? Làm thử coi massage vỉa hè thế nào. Đó. Đằng kia cũng có luôn nha. Đó, ở đây là mấy cái ghế nè, chơi luôn. Yeah. Và mình đã massage được khoảng độ 10 phút rồi các bạn. Bây giờ các bạn để ý nè, cái tay của chú này nè. Đó, cứ gãi. Thực sự mà nó là dùng lực không có nhiều. Cái thứ hai, thực sự mà nó không có điểm nhấn gì hết á. Đáng lẽ massage chân này là sẽ phải nhấn, phải vuốt rất nhiều. Ở đây chủ yếu là gãi xong rồi vuốt thôi. Còn gần như mà nó là 95% thời gian á, chỉ là gãi nè thôi nè. Chất dầu rất nhiều. Đó, cũng có một số động tác vuốt vậy thôi. Giống như gãi ngứa vậy các bạn. Thực sự đã từng massage Việt Nam rồi hoặc là massage Thái Lan rồi á, thì cảm thấy là cái massage này rất buồn cười, giống như là làm chơi thôi đó. Giống như là một khoảng thời gian thư giãn, giống như là có người nào đó gãy chân cho mình thôi, chứ không có gì các bạn. Ngoại trừ có khoảng độ 1 phút gì đó chú ấn vào trong cái lòng bàn chân của mình, nhưng mà cái ấn đó nó chỉ gây đau chứ thực sự nó không gây đã. Thì mình khuyên thật lòng các bạn là không nên bỏ tiền ra để massage ở khu vực này nhé. Rất có thể là tối ngày mai mình sẽ đi massage ở một cái tiệm chính thức. Thì sau đó để xem như thế nào các bạn nha. Ở đây thì một cái chỗ là chú này với gia đình này là thân thiện thôi. Nhưng mà cái kỹ thuật massage gần như là không có đó các bạn để ý đó. Cứ gãi vậy thôi, gãi hoài luôn vậy đó.